Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau trao đổi tất tần tật những cái vấn đề liên quan tới mức hưởng cũng như là cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động làm việc tại khối doanh nghiệp tư nhân sau một năm nghỉ việc. Và nếu như mà các bạn có những cái vấn đề thắc mắc liên quan tới nội dung video này cũng như là các cái vấn đề liên quan tới chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động làm việc tại khối nhà nước như là cán bộ công chức viên chức thì các bạn có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới bình luận video này. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái khái niệm bảo hiểm xã hội một lần là gì trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay nhé. Các bạn có thể hiểu một cách đơn giản, chế độ bảo hiểm xã hội một lần là chế độ mà cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán một cái khoản tiền nhất định cho người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội nhưng mà sau đó thì không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội nữa, không đủ điều kiện hưởng lương hưu và có yêu cầu được rút bảo hiểm xã hội một lần. Đó, thì người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tham gia nữa, hoặc một số đối tượng người lao động khác như là người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo nguy hiểm đến tính mạng như là ung thư bại liệt, hoặc là người lao động ra nước ngoài định cư thì có thể nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Vậy thì các bạn có đang đặt ra câu hỏi thì cái khoản tiền bảo hiểm xã hội một lần mà người lao động sẽ nhận được sau một năm nghỉ việc là bao nhiêu và cái khoản tiền đó sẽ được tính như thế nào mà ra cái khoản tiền đó hay không? Thì đó chính là nội dung chính của video ngày hôm nay mà mình muốn trao đổi với các bạn. Nội dung video này mình sẽ chia làm 3 phần để các bạn có những cái nhìn tổng quan về những cái quy định của pháp luật liên quan tới cái mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần và để các bạn có thể dễ hình dung trong công việc tính toán ra cái mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của mình là bao nhiêu. Cụ thể, phần 1 mình sẽ dẫn chiếu các cái quy định của pháp luật quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần hiện nay. Phần 2 là công thức tính bảo hiểm xã hội một lần và mình sẽ phân tích cái công thức đó ra thì các cái hệ số trong đó nó làm như thế nào để tìm ra các cái hệ số trong công thức đó. Và phần thứ 3 thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ cụ thể để tính toán cho các bạn xem để các bạn có thể dễ hình dung hơn cái công thức tính mà mình đã nêu ở phần 2. Và không để các bạn đợi lâu nữa, ngay sau đây mình sẽ đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay luôn nhé. Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ nhất của video ngày hôm nay, đó là mình sẽ dẫn chiếu các cái quy định của pháp luật về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần hiện nay. Các quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần hiện nay được thực hiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Nghị quyết 93 năm 2015 của Quốc hội, Nghị định 115 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư 59 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Phần này là chúng ta sẽ dẫn chiếu các cái quy định của pháp luật nên là mình sẽ dùng tài liệu để cho cái dữ liệu mình cung cấp cho các bạn nó chính xác hơn nha. Theo đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm mà người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 thì người lao động sẽ được hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Và cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi thì người lao động sẽ được hưởng 2 tháng mức bình quân tiền lương các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Nghe đến đây thì các bạn có thắc mắc là nếu như mà người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần hay không? Thì câu trả lời ở đây là có nha. Bởi vì theo quy định của pháp luật hiện hành á, thì trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động sẽ bằng 22% của các mức tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội, nhưng tối đa không quá 2 tháng mức bình quân các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội nha. Đồng thời pháp luật cũng quy định khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động, nếu như mà có tháng lễ từ 1 đến 6 tháng thì tính là nửa năm. Nếu mà từ 7 tháng cho tới 11 tháng thì tính là tròn là 1 năm. Ngoài ra pháp luật còn quy định tính đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2014, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động có tháng lễ thì các tháng lễ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 trở đi để làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Để các bạn dễ hiểu hơn cái quy định này thì mình sẽ lấy một ví dụ cụ thể để các bạn có thể dễ hình dung hơn nha. Ví dụ như là ông T, ông đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm xã hội là 16 năm 2 tháng, 16 năm 4 tháng đi, 4 tháng. Trong đó có cái thời gian đóng trước nè, ngày 1
tháng 1 năm 2014 là 10 năm 2 tháng. Còn đóng từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 trở đi là 6 năm 4 tháng. Đó. Thì khi đó thì ông T sẽ được xác định là theo quy định trên thì ông T được xác định là có 10 năm đóng bảo hiểm xã hội trước 1 tháng 1 năm 2014. Đó. Còn lại là đây, mình sẽ lấy hai cái tháng này, hai tháng này được xác định là có 10 tháng này, hai tháng lễ này sẽ chuyển sang đây là 6 năm 6 tháng, cộng với cái quy định về cái số tháng lễ thì sẽ có ông T này sẽ có 6 năm 6 năm rưỡi 6,5 năm đóng bảo hiểm xã hội từ 1/1/2014 trở đi, thì đúng không? Thì khi đó mức hưởng bảo hiểm xã hội của ông T sẽ được xác định như sau. Mức hưởng nè hưởng sẽ bằng 1,5 tháng nhân cho 10 năm cộng cho 2 tháng nhân cho 6,5 năm. Đó. Tất cả này chúng ta sẽ đem nhân cho mức bình quân tiền lương các tháng ông T đã đóng bảo hiểm xã hội. Đó. Như vậy có thể thấy 1,5 năm, 1,5 tháng nhân cho 10 là được 15 tháng, 2 tháng nhân cho 6,5 là thêm 13 tháng nữa, thì 15 cộng 13 là ông T sẽ có 28 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Đó. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông T là như trên. Đó. Các bạn hình dung được không? Thì cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần năm 2022 được thực hiện theo quy định tại điều 19 thông tư 59 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cụ thể thì cái số tiền bảo hiểm xã hội một lần được xác định theo công thức sau đây. Đấy nè, mình sẽ làm theo cái công thức này. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ bằng số tháng đóng bảo hiểm xã hội một lần nè. Số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần chứ. T đi. Số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhân với mức bình quân tiền lương. Tiền lương. Thì trong đó T này nè. T này nó là cái số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Một lần. Vậy thì hai cái hệ số này nè, cái hệ số số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần với lại cái mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội này nè, thì nó sẽ đã được xác định như thế nào? Xác định như thế nào? Đó. Thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau ngay bây giờ nha. Thứ nhất
là về số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần T sẽ được xác định như sau, sẽ bằng 1,5 nhân với số tháng số 5 đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014. Cộng cho 2 nhân cho số 5 đóng bảo hiểm xã hội này từ 2014 trở đi. Lưu ý là khi tính số 5 đóng bảo hiểm xã hội, nếu mà cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lễ từ 1 cho đến 6 tháng thì mình sẽ tính là nửa năm. Còn nếu mà nó từ 7 cho đến 11 tháng thì mình sẽ tính nó là 1 năm, làm tròn 1 năm luôn. Đó. Khi mà mình tính cái số năm này nè, nếu như mà nó có tháng lễ từ 1 đến 6 tháng á, thì mình tính là nửa năm. Đó. Từ 7 cho tới 11 tháng á, thì mình tính làm tròn là 1 năm. Đó, để tính cái thời gian, cái số năm đã đóng bảo hiểm xã hội để mình tính cái số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đó. Trường hợp nếu mà tính đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2014 á, cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội nè, thời gian đóng bảo hiểm xã hội đây nè, có cái tháng lễ như tại cái phần 2 mình đã trao đổi á, thì nếu như mà nó có cái tháng lễ đây, có cái tháng lễ thì cái tháng lễ đó, tháng lễ này có tháng lễ thì cái tháng lễ này nè mình sẽ chuyển sang giai đoạn đóng từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 rồi đi, để làm căn cứ tính cái mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đó. Đó, các bạn đã hiểu rồi đó, khi tính cái số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần đó, thì nó sẽ như thế này. Còn tiếp theo đối với cái hệ số mức bình quân tiền lương á, lương tháng đóng bảo hiểm á, thì sẽ tính bằng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ cái thời gian đóng, là bao gồm cả cái thời gian đóng trước năm 2014 và cái giai đoạn đóng năm 2010 từ năm 2014 trở đi luôn, đó là bằng tổng nè, toàn bộ thời gian. Thì công thức nó như thế này, mức bình quân tiền lương sẽ bằng tổng số tiền lương của tất cả các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội chia cho tổng số tháng đã đóng. Đó. Mức bình quân tiền lương bằng tổng số tiền lương tháng đóng đã đóng bảo hiểm xã hội. Đó, các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội chia cho tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội. Đó. Nhưng cái tổng số tiền này nè, tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội này của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội là tổng tiền lương sau khi mình đã tính cái hệ số điều chỉnh, tính thêm cái hệ số điều chỉnh. Cái này thì từng năm thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội người ta sẽ có cái văn bản, sẽ ban hành một cái quy định, là một cái thông tư về cái hệ số điều chỉnh này. Nên là khi đó thì cái tổng số tiền này nè, tổng số tiền lương các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội á, thì nó sẽ được tính như sau, xác định đây, tổng tiền lương này nó sẽ bằng
tổng mức lương của năm A nhân cho hệ số điều chỉnh của năm A đó, cộng cho tổng mức lương, tổng lương của năm B nhân với hệ số điều chỉnh của năm B, cứ có bao nhiêu thì có bao nhiêu năm á, mình đóng bao nhiêu năm dương lịch đó, thì mình sẽ tính cộng bấy nhiêu năm, cộng cho chấm 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 chấm, cộng cho tới n tổng lương năm n nhân cho hệ số điều chỉnh 5N đó. Thì đây là mình, khi mình tính như thế này nó sẽ ra tổng lương này, tổng lương này để làm cơ sở mình tính ra cái mức lương bình quân đó. Thì ví dụ như thế này nè, ví dụ nha, ví dụ bạn đóng bảo hiểm xã hội á, bạn đóng bảo hiểm xã hội nha, đóng bảo hiểm xã hội từ 1 tháng 1 năm 2019 đi đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 thì cái tổng tiền lương này nè, tổng tiền lương theo điều chỉnh, theo hệ số điều chỉnh này, tổng tiền lương này nè, đó, sẽ là bằng này nè, tổng lương năm 2019 nhân hệ số điều chỉnh năm 2019 cộng cho tổng lương 2020 nhân cho hệ số điều chỉnh 2020 cộng cho tổng lương 2021 nhân cho hệ số năm 2021 đó, thì nó sẽ ra cái tổng tiền lương, tổng tiền lương mà mình nói là thế nào, là cái tổng tiền lương để làm căn cứ tính cái mức lương bình quân đó. Đó, thì đây là cái công thức này. Đó là cái công thức các bạn có thể tham khảo nha. Nếu như mà các bạn có thắc mắc về cái công thức này á, thì các bạn có thể bình luận bên dưới video này mình để trao đổi với mình nha. Sau khi xem hai phần trên, bạn đã hình dung ra và có thể tính được mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của mình hay chưa? Nếu chưa thì hãy xem thêm phần ví dụ bên dưới để dễ hiểu hơn nhé. Ví dụ, ông A có tham gia bảo hiểm xã hội nha, có tham gia bảo hiểm xã hội, và bảo hiểm xã hội từ tháng 1 năm 2013 cho đến tháng 7 năm 2013 đến 2016 đi, tháng 7 năm 2016, ông A nghỉ việc vào tháng 8 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017 mà muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì cái mức mà ông A, mức tiền mà ông A sẽ nhận được ấy,
là bao nhiêu. Với cái được biết á, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của ông A như sau. Từ tháng 1 năm 2013 tới tháng 12 năm 2013, ông đóng bảo hiểm xã hội với cái mức lương là 5 triệu trên tháng. Đó. Từ tháng 1 2014 đến tháng 9 2014 nè, ông đóng bảo hiểm xã hội với mức là 5,5 triệu trên tháng. Từ tháng 10 năm 2014 cho đến tháng 12 2014, ông đóng với mức là 6 triệu trên tháng. Từ tháng 1 năm 2015 cho đến tháng 6 2015 thì ông nghỉ, không đóng bảo hiểm xã hội. Thì đến tháng 7 2015 thì ông bắt đầu đóng lại, và đóng tới tháng 12 năm 2015 với mức lương cũng là 6 triệu đồng trên tháng. Từ tháng 1 năm 2010 2016 cho đến tháng 2 2016 thì ông đóng là với mức lương là 6 triệu trên tháng luôn. Từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 7 năm 2016 thì ông đóng với cái mức là 6,5 triệu đồng trên tháng. Vậy thì bây giờ mình sẽ tính cái bảo hiểm xã hội một lần của ông A như thế nào. Đây là một cái ví dụ nè. Thì căn cứ vào cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng như là cái mức lương đóng bảo hiểm xã hội của ông A thì như thế này, thì ông A sẽ nhận được cái khoản bảo hiểm xã hội một lần. Xã hội một lần bao nhiêu? Là bao nhiêu vào thời điểm tháng 9 năm 2017? Thì sau đây mình sẽ đi vào các cái bước tính cụ thể nha. Thì tại vì cái thời điểm ông nhận bảo hiểm xã hội một lần là tháng 9 năm 2017, nên khi đó thì mình sẽ áp dụng với hệ số điều chỉnh tiền lương theo cái quy định tại thông tư 42 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Để mình lấy cái hệ số điều chỉnh này nè, mình tính vào cái mức lương để mình ra cái tổng lương điều chỉnh theo cái công thức mà ở phần 2 mình đã trao đổi với nhau đó. Thì theo cái quy định tại thông tư 42 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội á, thì mức lương điều chỉnh, thì cái hệ số điều chỉnh cái mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2013, hệ số điều chỉnh năm 2013 nó sẽ là 1.08 nè. Còn 2014 cái hệ số điều chỉnh của nó sẽ là 1.03. Năm 2015 cũng vậy luôn, là cũng hệ số điều chỉnh cũng là 1.03. Còn năm 2016 á, 2016 thì hệ số điều chỉnh nó là 1 thôi. Thì khi đó thì mình sẽ suy ra cái mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của ông A sẽ được tính như sau. Mà trước khi mình tính vào cái mức bình quân tiền lương á, thì mình sẽ tính cái lương điều chỉnh của ông A theo cái từng giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội này nè. Đó. Cụ thể như sau. Thì mình vào trong ở đây ha. Này.
thì mình có là từ nè, từ tháng 1 đến tháng 10, 12 năm 2013 đi. Từ tháng 1. Tháng 1 đến tháng 12 2013. Thì là 12 tháng, ông ấy đóng 12 tháng năm 2013 nè. Với cái hệ số điều chỉnh là 1.08 thì cái mức lương sau điều chỉnh. Cái lương sau điều chỉnh của ông ấy, tổng lương sau điều chỉnh của ông ấy là 5 triệu nè. Nhân cho 12 tháng. 12 tháng. Nhân cho 1.08 thì nó sẽ bằng là 64.800.000. Đó. Còn giai đoạn từ ngày 1, từ tháng 1 đến tháng đến tháng 9 năm 2014 thì có 9 tháng, thì suy ra cái tổng lương của ông A, tổng lương của ông A từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2014 á, là sau điều chỉnh sẽ bằng là 5 triệu nhân cho 9 tháng này, nhân cho hệ số điều chỉnh là 1.03. Hệ số điều chỉnh 1.03 mà mình đề cập đây nè. Này. Đó. Nhân cho hệ số điều chỉnh là 1.03 thì nó sẽ ra cái mức lương. Ra cái mức lương là 18.540.000 đồng. Còn từ cái giai đoạn mà từ tháng 10 năm 2014 nè cho đến tháng 12, đến tháng 12 2014 là có 3 tháng. Ở trên đây là 50 triệu. Sao? 50 triệu 985.000 đồng. Thì nó sẽ, thì khi ra cái mức lương sẽ bằng 6 triệu nhân cho 3 nhân 1.03, nó sẽ bằng 18.540.000 đồng. Sau đó thì từ cái tháng 1 năm 2015 đến tháng 6 năm 2015 là ông An nghỉ nè, thì mình sẽ không tính vào. Đến tháng 7 năm 2015, cái giai đoạn tháng 7 đến tháng 12 năm 2015 thì ông A sẽ đóng với cái tổng lương năm này á, tổng lương sau điều chỉnh sẽ bằng 6 triệu nhân cho 6 tháng nhân cho 1.03 bằng 37.080.000 đồng. Thì đây là 3 tháng nè, đây là 6 tháng nè. Đó. Thì từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2016, 2 tháng, thì tổng lương sau điều chỉnh này sẽ bằng 6 triệu nhân cho 2 nhân cho 1 1 chấm thì bằng là 12 triệu. Từ cái giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2016 là 5 tháng, thì tổng lương sau điều chỉnh của ông A sẽ là 6.5 triệu nhân cho 5 là bằng 32.500.000 đồng. Đó. Thì mình tính thì suy ra tổng cái lương đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của ông A, tổng lương sau điều chỉnh của ma là toàn bộ thời gian này nó sẽ bằng là bằng những con số này cộng lại với nhau. Đó. Là bằng
215.905.000 đồng. Đó, đồng thời thì mình có thể thấy là cái tổng số tháng đóng bảo hiểm nè, số tháng đóng bảo hiểm xã hội của Ma nè là 12 tháng cộng 9 tháng cộng 3 tháng cộng 6 tháng cộng 2 tháng cộng 5 tháng, mình cộng lại với nhau là tất cả là 37 tháng. Suy ra cái mức lương bình quân, mức lương bình quân á, mức lương bình quân để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần á, của ông Ma sẽ là 215.905.000 đồng chia cho 37 tháng là sẽ bằng 5.835.270 đồng. Đó, đây là cái mức lương mình cần tính. Đó, như vậy là mình đã xác định được một hệ số trong cái công thức tính tiền bảo hiểm xã hội một lần của người lao động đó ở phần 2 rồi. Đây là cái hệ số là mức lương bình quân, thì sau đây mình sẽ tính thêm cái hệ cái tổng cái số tháng, tổng cái số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông A sẽ là bao nhiêu tháng. Thì dựa vào cái đây nè, thì mình thấy cái tổng cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 của ông A nó là 1 năm, là 1 năm là 2013 thôi, 1 năm nên là trước năm 2013, trước 2014, 1 năm tương đương với cái mức hưởng là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương. Đó, đúng không? Còn từ năm 2014 trở đi á, là ông Ma có 2 năm đóng bảo hiểm xã hội, 2 năm 1 tháng đâu, có 2 năm 7 tháng chứ. Đúng không? Từ thăm à, ông có cái thời gian nghỉ này nè, là từ ngày 1, từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 6 năm 2015 nè, mình trừ ra thì tính ra ông chỉ còn lại là 2 năm 1 tháng đóng bảo hiểm xã hội thôi. Nên là suy ra ông sẽ có là 5 tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đó, đối với cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi, thì suy ra tổng số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần á của ông A sẽ bằng 1,5 cộng 5 là bằng 6,5 tháng. Suy ra số tiền nhận bảo hiểm xã hội một lần này, bảo hiểm xã hội một lần của ông A sẽ bằng cái số tiền mà mình tính lúc nãy đó, là bằng 5.835.270 đồng đó, nhân cho 6,5 tháng là mình sẽ ra số tiền là 37.929.256 đồng, là khoảng gần 38 triệu. Đó, thì cái số tiền bảo hiểm xã hội một lần của ông A sẽ là gần 38 triệu.